ba chén đấy. Rất nhiều quá. Ừ. Thế nhá. Chào cả nhà nhá. Đấy, kênh Du Hà Thái đến đây từ sớm rồi này. Đấy, sao lên từ sáng ấy, nhưng mà em bận nên là cũng vừa mới lên đây được tí thôi. Và đến gia đình rồi thì xin mời các bạn là chúng tôi một quán nhá. Đây review cả cái tai nhà đấy. Chân đen đàng hoàng anh nhỉ, chân đen đây này. Chân đen đấy, gà ta đây. Gà đen mà. Gà đen đấy. Đen đấy. Có gà, thịt lợn, lộn đu đủ. Lộn. Hai món đỗ, hai món rau, một món rau sống nữa. Mâm lá luôn. Mâm lá chuối. Uống rượu thì bằng bát luôn. Em say say rồi này. Dạ. Yeah. Okay. Các anh cứ ngồi uống rượu nhá, quay wow. Thầy làm lý một tí cho nào. Wow. Thầy mặc quần ngủ à? Vâng. Ngủ đâu. Trong bàn mình không mà chủ yếu là cái nào cái, nhưng mà phải mạo đen thì mới làm được. À, làm được. Đợi thầy giáo công lên thì thầy ở đây mới bắt đầu làm lý. Vì thật ra là gia đình cũng rất là muốn là để giới thiệu một chút về cái phong tục về nhà mới của người Mông ở trên này, nên là đợi bằng được Du Văn Than với lại Ban Trắng TV lên thì mới làm lý, còn mọi người ngồi uống rượu đợi trước thôi. Phải mặc đồ tối màu vào mới cúng được. Mặc đồ sáng quá là chắc là ma nó sợ, nó không không về. Nó không về không nói chuyện được. Cái phần chuẩn bị rất là đơn giản. Chuẩn bị để làm cống cho quả cái củ ngày xưa. Làm bà ông. À nhá. Dù hay lắm. Đa số là cũng là dùng cái thịt lợn nấu lên cùng với lại cơm. Mời tổ tiên mời là mời luôn ở đấy luôn đấy. Đơn giản là cũng đơn giản đấy. Xé thịt cho nhỏ luôn luôn. Lấy cơm lấy thịt để không chăn canh để cho gọi là ở đây gọi đơn giản là ma ăn đấy. Chẳng thắp hương, thắp không phải hương luôn. Một cái gì lớn thì nên dùng hương. Làm cái khai đây là cái bàn thờ không? Thật ra là những cái phần cúng nhỏ mà mình làm đơn giản để cái này cũng là một cái mà tiết kiệm được cho gia đình luôn, nó cũng là một cái hay, chứ không mình không lợi dụng kiểu vàng hương nhiều quá, thứ vừa nguy hiểm vừa tốn kém. Đây là mang ra để mời ma ở bên ngoài đúng không?
xong rồi nhá. Cái cụ xong rồi. Thầy bữa là cái con gà rất tốt vì chỉ cũng là rất khó khăn nên cái này thì trên gà thì gà trống thì mình là chân trái, còn gà mái thì mình là chân phải. Thì thầy cũng cũng bới ra là nhà rất tốt vì mình mời các thầy với lại những nhà cả anh em mà có quan hệ thì mời cũng vào than nhà mới. Còn mình thì với lại chị ống thì gia đình thì hơi khó khăn tí, thì gia đình cứ tượng là nhà là được hay có không? Mời nhưng mà sở có đến chúc nhà mới hay không thì nhà hơi xử lý một tí. Nhưng chân gà thì cũng rất tốt vì cái người mong mình thì chân gà thì gà trống thì mình là chân trái, còn gà mái thì mình chân phải. Thì tiếng gà trúng gà mái thì thầy bối thì nói rất rõ là cái này thì rất tốt. Vì chỉ cũng thì hơi khó khăn tí, thì khó khăn vì cái mà muốn mời nhiều nhưng mà sợ họ có đến, nhưng mà có mời nhưng mà họ có đến hay không thì sợ không đủ thứ ăn, không đủ cái gì thì hơi sợ đi. Thì rất lo lắng, lo lắng chị Cống thì lo lắng lắm. Vâng, nhà thì rất hoàn cảnh nhưng mà chị Cống bảo là hôm nay làm có một tí đồng ăn bao món một cân, nhưng mà có làm được hay không làm quan trọng đấy. Như thế này nó khó khăn một tí thì thôi. Phiên dịch một chút những cái lời cúng ở trên vừa nãy thầy vừa cúng ở trên kia ấy, nói với tổ tiên những câu gì ấy, thì mình nói ngắn gọn lại một chút. Đấy thì ngày xưa cái cổ là cái tổ tiên đấy thì như kiểu là bố mẹ mình mất từ lâu rồi, nhưng mà có cái nhà mới nào kia ấy, là cái bữa ăn đấy, các thịt thì mụ gà mụ lợn đấy phải có bố mẹ này ông bà. Vâng. Tức là mình ngồi đấy xong là gọi là bố mẹ ông bà về ăn đúng không? Ăn cùng với lại mình đúng không? Ăn cùng gia đình. Vâng. Vâng, cùng gia đình để cho nó về cái nhà mới. Bố mẹ biết là con cháu thì hoàn cảnh rồi, nhưng mà có điều kiện, có điều kiện nhà nước nó cho cái nhà mới cho con cái rồi. Thì gọi bố mẹ về ăn thì bố mẹ rất là mừng phấn khởi. Vâng. Đấy, tức là nội dung tóm tắt lại là như thế. Vâng. Còn mời bên ngoài này là mời ai? Mời đây là mời ông. Ngoài cửa. Chưa. Ông trời. Đã, ông trời. À bên ngoài này là mời trời mời đất đúng không? Vâng, ở trong nhà là mời vừa ông phụ, bố mẹ tổ tiên. Vâng, tổ tiên là nó sau này cái gì nó ông phụ. Vâng. Ông hộ cho chỉ cái nắng mưa cái gì cái gì được có nó thuận hòa để trồng cây. Nóc nhà này có được con bay. Vâng. Tức là cũng cái lời của mình nó là đơn giản thôi, như là ngôn ngữ bình thường hàng ngày mình mời bố mẹ mình ăn cơm thôi đúng không? Vâng. Vâng vâng. Ok vâng, cảm ơn thầy nhá. Vâng. Vâng, bây giờ chắc là mình sẽ tiếp tục là ngồi uống rượu với nhau xong rồi chắc là mình thầy công cũng sẽ xin phép xuống dưới thôi. Đúng rồi. Đấy, lên giao lưu chúc mừng cho gia đình chị Gống một chút thôi. Mình tục của nghề mong mình thì chẳng có cái lý gì đâu. Không như người canh ấy, người thấy là người là cái mân là có gà có hương cái gì mà thắp thì mong mình chỉ làm đơn giản hơn cái cụ thôi. Vâng. Bạn cũng lâu rồi cũng muốn lên nhà cảm ơn thầy công nhá. Cứ đùa con lợn này con gà rồi cho gia đình nhá. Mà mình chỉ giúp đỡ gọi là giới thiệu thôi, đây là chú bạn tuệ cơ, đấy là điều quan trọng nhất là giúp đỡ gia đình thôi. Chú thầy con nhá, thầy con anh Hoan cho nhà thì Tuệ rồi chắc là về lúc nào tỉnh rượu thì mới nhớ được. Cảm ơn Dung Ba Than thế. Đấy có nghĩa là cái tên của thầy là phát âm nó hơi khó. Đúng là tiếng nói nhau.
Họ mạnh không nhá. À, tan rồi không còn rông. Họ mạnh nhá. Họ mạnh nhá. Họ mạnh hết. Bà à, cái con mèo họ mạnh nhá. Họ mạnh hết. Họ mạnh là đây là lý của người Mông. Họ mạnh nhá. Lý của con tùng người Mông. Họ mạnh, họ mạnh. Đây. Anh em cháu à, một tí thôi. Không chơi nổi không ạ? Chơi mình già rồi ạ. Phải theo ý kiến của người già đấy. Mò mà nhìn chuột. Đưa ta cũng quay một tiếng. Nhiều lại cũng không hết. Ý này không hồng mạnh được. Bằng này để cho nó hồng mạnh. Hôm nay là rùa tan cả nhà xếp hàng vào cảm ơn nên là rượu em bé này là không uống nhá. Rượu em bé này là chưa được uống rượu. Không, rót thôi. Không, cạnh thôi, không được uống đâu. Chưa được rót thôi. Đâu bát của em đâu. Chung thôi. Hai vợ chồng uống chỗ này, anh uống chỗ này được chưa? Cho tình cảm nhá. Hai vợ chồng anh luôn này. Thế thì anh uống chỗ này thì anh uống nửa với vợ em được chưa? Các chú ở xa gửi điện về giúp đỡ. Là con rể quá. Con rể cả. Thôi anh bảo này thôi thì bên nhà mẹ thì biết rồi đấy. Bố không ở nhà, nhà thì không con trai. Nên là những cái công việc gì nặng nhọc các thứ là mấy mọi người toàn phụ nữ làm thôi. Cố gắng có thời gian thì sang đi giúp cho mẹ nhá. Chồng các em. Là con rể cả là có thế mới là con rể chứ. Thôi uống nhá, anh uống một nửa còn nửa đi, anh uống luôn vậy em. Uống luôn đi. Em còn tí lòng đen thôi. Đi, muốn bát đi à? Em uống đi. Anh uống. Muốn bát đi à? Cái này cái cấn. Em thì vừa thôi. Cái không xuống được thật. Đấy à? Uống nhá. Bát này lại bát được. Không được, em. Bằng á, được em mời về hơn. Mình đã xin phép cả gia đình để đứng dậy để đi về rồi, dùng hết lý do để xin rồi nhưng mà đứng đây rồi hai vợ chồng, đây là con gái cả của chị Gống này, viên rể cả vẫn ra bắt phải uống hai bát nữa, đây là bát thứ hai, không thể nào mà chạy ra khỏi nhà. Thôi cố gắng. Tí cả lăng hai em ngủ ở bên đường rồi mới về. Ok, đấy nói được thế là tốt rồi. Nhá, uống nhá. Chị có về thăm mẹ, thăm các em nhá. Bảo các em đừng có đi đến chồng sớm như chị là khổ lắm, có khổ không? Đấy, bảo đừng có như chị là khổ lắm, em đang lên chồng sớm thôi. Bảo các em đừng có đi chồng sớm. Ok không? Cả đi, uống chưa uống đi. Mình mời uống chưa đi. Đến lượt. Cái này nó khoảng 3 chén đấy. Rất nhiều quá.